quý vị đang theo dõi phần tin trong nước của bản tin ngày 1 tháng 2. Thưa quý vị, Ngày hội nông đặc sản và hoa kiểng Xuân Bính Thân 2016 đã khai mạc vào cuối tuần qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chương trình do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao tổ chức với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp từ miền Tây và miền Trung. Với mục tiêu đưa nông đặc sản Việt Nam có thêm cơ hội tiếp xúc với người tiêu dùng bên cạnh các kênh phân phối phổ biến như siêu thị hay các chợ truyền thống, các doanh nghiệp và các hộ sản xuất tại nhiều làng nghề đã mang đến hội chợ nhiều nông sản nổi tiếng của các địa phương, trong đó có nhiều sản phẩm mới được ra mắt trên thị trường như xoài và thanh long sấy dẻo từ Đồng Tháp, Bình Thuận hay chà bông ếch, ếch sấy khô từ các doanh nghiệp miền Tây. Không chỉ áp dụng nhiều loại công nghệ mới cho chế biến nông sản, những sản phẩm được bày bán tại Ngày hội nông đặc sản còn thể hiện sự năng động của các doanh nghiệp chế biến nông sản và các hộ sản xuất khi tiếp cận người tiêu dùng. Chúng tôi thấy hết sức là vui mừng là thấy bà con mình đến ủng hộ những cái người nông dân bán chính cái sản phẩm của mình. Cuộc sống của ta càng ngày nó càng có nhiều khó khăn, nhất là cái lĩnh vực kinh doanh. Và trong khi đó thì người nông dân là những người tiếp xúc trực tiếp với ruộng đồng, với đất đai, với cây cỏ và làm ra sản phẩm lại là những người nhạy cảm nhất. Bởi vì họ gần như họ không có hàng rào chắc chắn nó bảo vệ, chỉ có cái là họ sản xuất, làm ra sản phẩm. Rồi thị trường chấp nhận hay không thì cái đó họ không biết. Và bây giờ những người nông dân bắt đầu vẫy vùng một cách gọi là tích cực hơn để đưa sản phẩm và đến với trực tiếp người tiêu dùng bằng cách này hay cách khác. Ngày hội nông đặc sản và hoa kiểng Xuân Bính Thân tại thành phố Hồ Chí Minh kéo dài từ ngày 31 tháng 1 đến hết ngày 3 tháng 2. Tiếp tục chương trình ngay sau đây là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2 này. Từ ngày 10 tháng 2, Nghị định 119/2015 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng sẽ có hiệu lực. Nghị định này quy định nguyên tắc tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, trách nhiệm tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, số tiền bảo hiểm tối thiểu, nguyên tắc xác định mức phí bảo hiểm. Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2, Nghị định số 135/2015 của Chính phủ quy định, nhà đầu tư là cá nhân có quốc tịch Việt Nam chỉ được thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài dưới hình thức tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài. Hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh tế được thực hiện theo phương thức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Từ 1 tháng 2, theo quyết định số 63/2015 của Thủ tướng Chính phủ, người lao động bị thu hồi đất tham gia đào tạo nghề được hỗ trợ theo quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. Đối với các đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng thì được hỗ trợ học phí cho một khóa học. Người lao động bị thu hồi đất còn được vay vốn theo quy định của chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Theo thông tư số 1 do Bộ Công an vừa ban hành, từ 15 tháng 2, cảnh sát giao thông được dừng phương tiện để kiểm soát trong các trường hợp sau: phát hiện, ghi nhận được các hành vi phạm pháp về giao thông đường bộ, thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tuần tra, kiểm soát của Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh trở lên, thực hiện kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của trưởng phòng tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát Giao thông, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông hoặc trưởng Công an cấp huyện trở lên, tin báo, tố giác về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện. Từ 15 tháng 2, công dân được khai thác thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua việc giải quyết thủ tục hành chính, văn bản yêu cầu khai thác thông tin hoặc thông qua dịch vụ viễn thông. Đây là quy định tại Nghị định 137/2015 của Chính phủ. Thưa quý vị, giữa tháng 12 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư số 32 quy định về chỉ tiêu tối đa trong việc tuyển sinh của các trường đại học. Trước đó, bộ này cũng từng có nhiều động thái cứng rắn với hệ tuyển sinh đại học như yêu cầu các trường gặp khó khăn trong tuyển sinh phải chuyển đổi ngành đào tạo, sáp nhập hoặc giải thể. Điều này cho thấy Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phần nào nhận ra sự bất cân đối trong cơ cấu đào tạo hiện nay. Tuy nhiên, đa phần các động thái này vẫn chưa đi vào thực tế. Theo bản tin cập nhật thị trường lao động hồi cuối năm qua của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện nay cả nước có gần 200.000 cử nhân, thạc sĩ đang thất nghiệp. Không những thế, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên cũng tăng nhanh nhất trong các nhóm. Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm có trình độ cao đẳng nghề tăng gần 8%, trình độ cao đẳng chuyên nghiệp tăng 7,9% và trình độ đại học tăng gần 4%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm không có bằng cấp chỉ tăng khoảng 2%.
Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù được dự báo có tốc độ tăng trưởng nhanh trong thời gian tới, nhưng số việc làm được tạo ra cho nhóm lao động có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên vẫn ở mức khiêm tốn. Cụ thể, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, nhóm lao động qua đại học vẫn giữ tỷ lệ 12-15%, nhóm lao động có trình độ cao đẳng chiếm 15-18%, trong khi nhóm lao động trung cấp và công nhân kỹ thuật sẽ chiếm từ 35-40%, còn lại là lao động mới học qua sơ cấp nghề hoặc được đào tạo tại chính doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là thêm 5 năm nữa, Việt Nam chưa chắc đã trọng dụng hết cử nhân, thạc sĩ tốt nghiệp hàng năm. Trong khi đó, nhóm lao động có trình độ thấp hơn thì rất trống chỗ. Hiện nay trên thế giới, cái tỷ lệ mà qua đào tạo của người ta là 1-10. Có nghĩa là một đại học cao đẳng chúng ta phải có 10 trung cấp và các công nhân thực hành nghề. Nhưng chúng ta đang cố gắng phấn đấu hết sức nhưng chúng ta mới dừng lại 1-3. Thì như vậy chúng ta thấy rõ là cái nhân lực có nghề, cái nhân lực của các mặt nghề linh hoạt của chúng ta thì vẫn còn thiếu trên thị trường lao động. Đây không phải là lần đầu tiên tình trạng thừa thầy thiếu thợ bị cảnh báo tại Việt Nam. Trong đó, nguyên nhân được nhắc đến đầu tiên xuất phát từ vấn đề giáo dục. Ngành giáo dục của chúng ta từ lâu nay chưa có được triết lý giáo dục rõ ràng. Mà tôi nhớ là tất cả những gì của ngành giáo dục nêu ra thì thường chúng ta lấy nghị quyết để thay cho triết lý. Nhưng mà hiểu thế nào là triết lý thì nói tóm tắt như thế này là người ta không phải là nạp kiến thức mang tính chất cài đặt cho con người để con người làm việc, mà triết lý giáo dục cao nhất là phải đào tạo con người, mà trong khi đó con người là gì? Có đủ kiến thức để độc lập tư duy và để chủ động trong hành động của mình, chứ không phải là để ra một cái người đi làm thuê, cũng không phải để một con người tức là người ta bảo gì làm nấy. Và như một cách để lên tiếng chịu trách nhiệm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều động thái để điều chỉnh cơ cấu cấp bậc giáo dục hiện nay. Trước đó là yêu cầu các trường đại học gặp khó khăn trong tuyển sinh phải điều chỉnh ngành đào tạo, sáp nhập hoặc giải thể. Nhưng quyết liệt nhất phải nói đến thông tư số 32 vừa qua, quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học. Theo đó, bên cạnh việc căn cứ vào số lượng giảng viên và diện tích sàn, thông tư lần này còn đưa ra hạn ngạch chỉ tiêu cho mỗi khối ngành. Nhưng dù ở khối ngành nào thì chỉ tiêu tối đa của mỗi trường không được quá 15.000 sinh viên. Theo tính toán, nếu quy định này được thực thi một cách sát sao thì trên cả nước có đến 18 trường trong tổng số 219 trường đại học vượt chỉ tiêu từ vài trăm đến cả chục ngàn. Trong đó có những trường đại học danh tiếng như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Xây dựng. Do đó, thông tư này đã vấp phải sự phản đối rất lớn và Bộ Giáo dục đã nhanh chóng nhượng bộ bằng thông tin sẽ chưa áp dụng trong năm 2016. Theo các chuyên gia, biện pháp của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra khá khả thi. Việc chặn đứng nguồn cung không những giảm bớt sự tăng trưởng quá nóng của bậc giáo dục đại học, mà còn tránh tình trạng các trường hạ chuẩn đầu vào để nâng chỉ tiêu. Tuy nhiên, thông tư vấp phải sự phản đối lớn từ dư luận là do thời gian thực hiện quá gấp. Ban hành ngày 16 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2016, cộng với con số chỉ tiêu 15.000 không được chứng minh về tính đúng đắn. Theo tôi, đầu tiên là phải xác định rõ cơ cấu và nhất là dự báo được cái cơ cấu nguồn lao động trong hướng tới. Cái từ dự báo cơ cấu nguồn lao động trong hướng tới thì chúng ta mới, cái thứ hai mới phân bố nguồn lao động cho thích hợp với từng ngành nghề. Và cái thứ ba đó, thì chúng ta đi vào chất lượng lao động của từng ngành nghề. Chứ cũng không đồng nghĩa với chữ là cứ phát triển nguồn nhân lực cao. Cao ở chỗ nào? Bởi vì cao nó không phù hợp, chứ không trở thành thừa. Cái này là phải có cương quyết từ dự báo, nếu dự báo chính xác được, phải không? Thì nó mới có cái chỉ tiêu phân bổ cho các trường để đào tạo các ngành nghề. Theo Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh, sự chuyển dịch về chất lượng lao động và sự chuyển dịch về thu nhập trong quá trình hội nhập sẽ tạo động lực để người lao động hoàn thiện hơn năng lực hành nghề của mình. Tuy nhiên, quá trình hội nhập cũng sẽ mang đến sự cạnh tranh quyết liệt hơn về năng lực, về kỹ năng của người lao động. Do đó, trung tâm này phát đi thông điệp, bên cạnh nỗ lực của nhà nước, tự thân của thanh niên cũng cần phải chủ động hơn. Mỗi người thanh niên để bước vào cái môi trường học nghề, cần phải chú trọng xác định cho mình được một cái nghề nghiệp cụ thể. Đừng mơ hồ ảo tưởng rằng chỉ có bằng cấp cao thì mới có địa vị cao, mới có thu nhập cao. Chúng ta không còn cái thời kỳ đó.
bằng cấp cao cộng với năng lực thực sự sẽ tạo ra giá trị cao. Còn bằng cấp cao mà không có năng lực thì cũng chỉ để vui chơi mà thôi. Theo ông Tuấn, một nhân lực được đánh giá là chất lượng cao thật sự phải thỏa mãn 3 yếu tố là kiến thức nghề nghiệp, kỹ năng, trong đó bao gồm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng ngoại ngữ và tác phong công nghiệp. Trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của kỹ năng ngoại ngữ. Theo ông, sau năm 2015, thanh niên nào giỏi ngoại ngữ thì sẽ có ưu thế hơn trong thị trường lao động. Không như một số dự báo lạc quan trước đó về sức lạc quan của thị trường chứng khoán tuần áp Tết Nguyên đán, phiên đầu tuần đã ghi nhận 7 tăng giá của thị trường khi hai chỉ số chính đồng loạt tăng lên vào giữa phiên sáng và thoái trào vào phiên chiều. Cả hai chỉ số đều lần lượt ghi nhận mức tăng khoảng 0,5% vào đầu và giữa phiên, nhưng đà chốt lại của thị trường đã xuất hiện ngay sau đó, nhấn chìm mọi lưu lực đã có. Chốt phiên đầu tuần, chỉ số VN Index của sàn Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm mức 0,8%, thanh khoản phiên đầu tuần này giảm khoảng 10%. Dù bị sắc đỏ áp đảo nhưng Vinamilk vẫn gây ấn tượng với giới đầu tư khi tăng đến 2,6% lúc chốt phiên. Những blue chip khác còn giữ được sắc xanh phiên này có thể kể đến như FPT, Dược Hậu Giang hay Đạm Phú Mỹ. Không thể phủ nhận là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn này đã hình thành nên các trụ đỡ khá vững cho thị trường. Thông tin ngân hàng Trung ương Nhật áp dụng lãi suất âm dường như đang có tác động tích cực lên cổ phiếu BBC của Nhiệt Điện Phá Lại, giúp mã này tăng mạnh hai phiên liên tục bất chấp các dấu hiệu rung lắc của thị trường. Nhiệt Điện Phá Lại là doanh nghiệp hiện vẫn đang còn khoản nợ đáng kể bằng Yên Nhật. Đà hồi phục của giá dầu thô thế giới dường như cũng đang tác động không nhỏ đến cổ phiếu ngành cao su, trong đó cao su Đà Nẵng, cao su Thống Nhất hay cao su Tây Ninh đều chuyển xanh khi khép phiên giao dịch ngày thứ hai. Tại sàn Hà Nội, tình hình cũng không khá hơn là bao, khi chỉ số HN Index cũng giảm hơn 0,8% vào cuối phiên. Đáng chú ý, giá trị chuyển nhượng tại đây giảm rất mạnh, chỉ còn gần 340 tỷ đồng. Đây cũng là mức khớp lệnh thấp nhất trong 3 tuần qua của sàn chứng khoán Hà Nội. Thưa quý vị, trong phần tin châu Á, tiếp sau đây chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị các thông tin nổi bật. Chỉ số nhà quản trị mua hàng của Trung Quốc giảm về dưới mức 50 điểm. Thái Lan yêu cầu các mạng xã hội gỡ bỏ nội dung chỉ trích chính phủ do quân đội nắm quyền.